Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tới công cụ text ở trong Photoshop. Thì text là một cái thành phần hầu như chả bao giờ thiếu được ở trong thiết kế hình ảnh hoặc là các thứ khác chúng ta làm. Nó có hấp dẫn đến đâu, nó có thu hút đến đâu, thì nếu như mà chúng ta muốn nói đến tận cùng vấn đề thì chắc là bao giờ cũng vẫn phải nhờ tới text, thì chúng ta mới diễn giải đến 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 tận cùng của vấn đề cho người khác hiểu được. Còn nhìn vào một hình ảnh thì nó cũng sẽ chỉ có giới hạn thôi, nhận thức thông tin mà chúng ta nắm được ở hình ảnh chỉ có giới hạn nhất định thôi, không bao giờ đi đến cái chỗ tẩn mẩn tì mẩn nhỏ nhất được. Do đó thì trong các thiết kế chúng ta vẫn thấy vai trò của text rất là nhiều, và trong Photoshop thì nó cũng giúp chúng ta làm việc với text. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là khi chúng ta chọn công cụ text thì thanh option nó bắt đầu thay đổi. Nó giúp chúng ta làm được cái gì? Thứ nhất là lựa chọn được phông chữ là phông chữ gì. Thứ hai là các phông chữ đấy thì chúng ta có thể biến đổi qua lại giữa các cái dạng là bold, nghiêng hay là gạch chân hay là gì đó, hoặc là black tức là dạng rất đậm. Thế còn ô tiếp theo là để cho chúng ta thiết lập các cái size, các cái kích thước của cái phông chữ chúng ta sẽ gõ. Thế còn phần tiếp nữa thì nó gọi là cái phần hiển thị. Thì mặc dù text là một cái dạng đối tượng tương đối đặc biệt ở trong Photoshop, nó vừa xuất hiện ở trong layer như là một cái layer khác, và nó cũng có thể được chúng ta điều chỉnh bằng một số lệnh giống như các điểm ảnh của các đối tượng khác. Ví dụ như các lệnh transform là chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể co kéo, thay đổi, lật xoay các thứ, rồi nhân bản vân vân thì chúng ta có thể làm được. Thế nhưng mà nó đang được đưa vào trong một môi trường điểm ảnh, do đó nó vẫn bị chịu tác động của điểm ảnh. Vậy thì chúng ta cũng sẽ có những cái thấy những cái ảnh hưởng của điểm ảnh vào trong text. Thế ví dụ bây giờ tôi gõ thử một cái chữ lại nhé. OK, bây giờ tôi có một cái chữ. Thứ nhất là tôi sử dụng phông Impact, thứ hai là tôi đang để nó ở size 60. Align thông thường thì đang để ở align trái, màu thì đang để ở màu xanh, tức là cũng giống như màu tiền cảnh này. Thế và ở đây chúng ta cùng nhau xem lại một chút xem là cái sharp này nó như thế nào nhé. Đấy. Bây giờ các bạn quan sát này, nhìn sơ sơ, nhìn xa thì các bạn nhìn thấy cái chữ này nó vẫn tương đối là bình thường, nhưng mà nếu mà chúng ta phóng lớn cận cảnh lên thì các bạn cũng sẽ thấy là nó có những cái thứ mà cũng không được sắc nét hoàn toàn đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem thử cái chữ này thì nó có cái tính chất như thế nào. Bây giờ ví dụ như tôi chọn đó và tôi xử lý nó, chẳng hạn như tôi để 5, chúng ta sẽ có cái gì? Các bạn sẽ thấy rằng là những cái vệt mờ mờ không còn nữa, nó chỗ nào thẳng thì nó sẽ thẳng sát cạnh, nhưng mà những cái đoạn mà nghiêng nghiêng chéo chéo như thế này thì bắt đầu nó tuân hành theo cái sự sắp xếp của các pixel, do đó thì các bạn bắt đầu thấy cái sự gai này. Nhưng nếu mà bây giờ tôi lại xử lý nó ở chế độ là gì đây nhỉ, sharp này, thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có những cái bù bù điểm ảnh đấy, hoặc là những cái chế độ khác như là script này, hay là strong này, hoặc là smooth này, vân vân. Mỗi chế độ này là một dạng bù điểm ảnh khác nhau mà Photoshop cung cấp cho chúng ta để gây ra một cái cảm giác là cái chữ này nó mềm mại hay là nó sắc nét hay là nó mạnh mẽ. Đấy, còn nếu mà để ở chế độ năng thì nó sẽ gai. Năng thì lập tức là chúng ta sẽ thấy nó gai, nó không được mềm mại nữa. Thì đấy là một cái yếu tố mà các bạn cần phải lưu ý. Lúc nào các bạn muốn cho chữ có tính chất như thế nào thì các bạn trước khi mà gõ chữ thì các bạn có thể là chọn luôn cái phần hiển thị này. Thế bây giờ chúng ta sẽ trao đổi tiếp mấy vấn đề như sau. Text thì có hai loại. Một là text dạng point và hai là dạng A hay là R text, hay là chúng ta còn gọi nó là dạng paragraph. Đó. Text dạng point là gì? Nếu như mà tôi có một cái dòng chữ như thế này mà tôi cứ tiếp tục tôi gõ tiếp thì sao?
nó sẽ cứ dài 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 ra cho tới khi nào mà chúng ta nhấn enter để chúng ta bắt nó xuống dòng đó, thì đấy gọi là dạng tích checkpoint đấy. Còn dạng mà paragraph thì nó sẽ như thế này, các bạn sẽ nhấp chuột và các bạn vẽ ra một cái hộp tích, và khi mà chúng ta gõ tích vào đây thì nếu mà nó không đủ chỗ thì nó sẽ tự động nó ép chữ của chúng ta xuống dòng, xuống dòng dưới. Nó sẽ giống như là khi mà các bạn gõ text ở trong Word đúng không, hết cái chiều ngang giới hạn của trang giấy thì nó sẽ tự động nó đẩy chữ của chúng ta xuống dòng. Thì đây là cái sự khác biệt cơ bản giữa cái text dạng point và text dạng paragraph. Thế nhìn thoáng qua thì chúng ta có phân biệt được cái nào là text point, cái nào là text paragraph không? Thoáng qua thì rất khó, trừ phi chúng ta chọn layer đúng không, chọn cái layer text và chúng ta bấm vào công cụ text đúng không? Khi kích vào thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà dạng paragraph thì nó sẽ xuất hiện cái hộp bao quanh. Thế còn nếu mà chúng ta nhấp vào cái text dạng point thì lúc đó là chúng ta sẽ thấy dấu nháy nhấp nháy nhấp nháy và sẽ chui vào trong cái text đó, dòng text đó, để cho phép chúng ta có thể xóa, có thể là thay, có thể bôi đen hay làm gì đó. Và rất dễ nhận ra là một cái dạng text dạng point thì nó sẽ có một cái đường baseline, một cái đường mạch nó nằm ở dưới chân chữ này này. Thế thì bây giờ điểm khác biệt giữa hai cái này là gì? Nếu như mà tôi bấm bằng công cụ này vào đây thì là nó sẽ cho chúng ta cái con chó đặt vào trong dòng này để cho chúng ta bôi đen, để chúng ta thay thế các nội dung khác. Thế còn bấm vào đây thì sao? Bấm vào đây nó cũng cho phép bôi đen nhưng mà luôn luôn nó sẽ xuất hiện cái hộp ở đây. Và nếu như chúng ta co kéo hộp thì chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt rất rõ giữa hai cái loại, là text paragraph khi mà tôi co kéo cái hộp thì nó sẽ dồn dòng chữ lên trên hay xuống dưới theo cái hộp rộng ngang nhiều hay ít. Đấy. Thì đấy là cái điểm khác biệt rất là rõ giữa hai cái dạng text này. Thế nếu mà chúng ta mà nhấn vào cái thằng này, chúng ta là Ctrl T, chúng ta thay đổi thì có thay đổi hay không? Có, nếu như chúng ta sử dụng Ctrl T dạng transform thì nó sẽ co duỗi cả hộp, co duỗi cả cái đối tượng này. Đấy, cả hộp chứa lẫn text ở bên trong. Thằng này thì sao? Ctrl T thì nó co duỗi chữ cũng rất là rõ ràng, giống như là chúng ta thay đổi cho một cái layer text. Thì đấy là một vài cái điểm mà giống nhau khác nhau của hai cái dạng text này. Thế bây giờ có những cái gì mà chúng ta cần phải lưu ý? Một là chúng ta có thể convert qua lại giữa hai dạng text. Cái này thì thực ra là cái điểm mà nó tương đối mới, nó tương đối mới so với lại những cái phiên bản trước đây. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì mãi tới tận CS6 nó mới bắt đầu xuất hiện cái trò là convert qua lại giữa hai cái dạng này. Tức là các bạn có thể vào menu type này và các bạn tìm tới cái lệnh gọi là convert. Lệnh convert này thì nó sẽ tùy biến. Tùy biến nghĩa là bây giờ tôi đang chọn cái text dạng point ấy, thì nó sẽ cho hiển thị là convert to paragraph. Bởi vì khi tôi bấm vào đây thì bắt đây, đó, chọn text này, type này, convert này. Nếu mà là dạng này thì nó sẽ cho sang dạng kia. Đây các bạn nhìn này, đây là point này mà chúng ta thấy lệnh là convert to paragraph đó, paragraph, bấm vào đây xong bây giờ nó là paragraph rồi. Kiểm tra thì đây, chúng ta chỉ cần là đặt như thế này chúng ta sẽ thấy là xuất hiện hộp đúng không, thì đây chính là paragraph rồi. Còn bây giờ đang là paragraph rồi thì tôi lại chọn lại cái lệnh đó thì nó lại hiện ra thành convert to point text. Nếu mà tôi bấm vào đây và tôi lại chọn lại cái này thì các bạn thấy là hộp biến mất. Như vậy là nó cho phép chúng ta chuyển đổi qua lại rất nhanh giữa hai dạng paragraph và point text. Tiếp nữa thì chúng ta có gì? Chúng ta có chữ ngang hoặc là chữ thẳng. Đây là chữ ngang, đấy là những chữ mà chúng ta rất là quen thuộc. Nhưng mà cũng có những trường hợp chúng ta cần là trình bày chữ thẳng hay là chữ dọc cơ. Nếu mà nói cổ xưa một tí thì chúng ta thấy là chúng ta viết theo kiểu chữ tàu đúng không? Học theo kiểu chữ tàu mà chữ tàu cổ, có nghĩa là chúng ta viết từ trên xuống dưới
từ bên phải sang bên trái, cột bên phải sang bên trái. Đấy, còn chúng ta viết theo kiểu mới, viết theo kiểu chữ Latin thì chúng ta viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới. Đấy là hai cách viết khác nhau. Thế còn hiện đại nữa thì kể cả chữ Latin này thì các bạn vẫn, đôi khi các bạn vẫn gặp nó ở trong các cái biển bảng. Ví dụ như là trước đây các bạn hay gặp ở cửa hàng điện thoại chẳng hạn, nó đặt một cái biển dọc như thế này, ví dụ Nokia nó viết thẳng dọc này, hay là Samsung nó viết thẳng dọc như thế này này, đúng không? Hoặc bây giờ chúng ta sẽ gặp những cái biển vẫy, ví dụ như là có hai dạng biển. Một dạng biển là các bạn nhìn từ bên này đường sang bên kia đường, và cái biển nó nằm, nó nằm theo mặt tiền của cửa hàng hay là của căn nhà, thì đấy là một dạng biển. Còn một dạng biển nữa là cho chúng ta đi theo dọc đường thế này, và chúng ta nhìn sang bên phải, nhìn sang bên trái, thì là nó nhô ra mặt đường vuông góc của nhà. Và những cái biển như thế thì nó cũng viết gì đây, từ trên xuống dưới. Và để có được cái text đó thì chúng ta sẽ có hai dạng như thế này đây. Các bạn nhìn chúng ta có bốn công cụ, một là công cụ chữ ngang, hai là công cụ chữ dọc. Đây tôi chọn công cụ chữ dọc, bấm vào đây. Ví dụ hotel gì đấy nhá, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là cái biển nó sẽ trình bày như thế này, đúng không nào? Đấy. Hoặc là biển theo kiểu cửa hàng điện thoại ngày xưa thì nó sẽ là gì đây? Nokia một bên này, xong rồi lại có một ông bên này nữa lại Samsung này. Ví dụ như thế. Thì đây là những cái dạng biển dọc. Thế thì chúng ta có hai cách trình bày là chữ ngang hoặc chữ dọc. Thế mà hai chữ này thì nó có hoán đổi được với nhau không? Cũng hoán đổi được. Các bạn có quyền hoán đổi bằng cách là bấm ngay trên này, chọn cái layer chứa text nhé. Sau đó thì các bạn chỉ việc là chọn công cụ và các bạn bấm vào cái này, nó sẽ hoán đổi qua lại giữa hai dạng dọc hoặc ngang. Đấy, Samsung này, Nokia này tôi cũng có thể chuyển nó sang này, hotel này tôi cũng có thể chuyển sang biển ngang được này. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có cái thao tác là chuyển qua chuyển lại giữa hai cái dạng là chữ ngang hay chữ dọc. Đấy. Còn point text và paragraph cũng có thể chuyển qua chuyển lại giữa cho nhau. Tiếp nữa thì về công cụ thì chúng ta có thêm hai loại nữa. Đấy, thì trong bài hôm trước mà nói tới mặt nạ thì tôi cũng đã nói tới cái phần này rồi, tức là trường hợp này thì chúng ta có công cụ gõ ra hình text. Đó. Và các bạn sẽ nhìn thấy một cái màu mờ mờ. Nếu ở máy các bạn thì tôi nghĩ là máy các bạn sẽ nhìn thấy cái màu hồng, đúng không? Màu chữ hồng, đúng không ạ? Hoặc là cả một cái hình này là hồng, hồng nhạt, và chữ của các bạn sẽ là trắng. Các bạn đang thấy trường hợp nào? Hồng. Chữ hồng hay là nền hồng, chữ trắng? Nền hồng và chữ trắng, đúng không? Ok. Máy Lâm là thấy cái gì? Nền hồng chữ trắng, đúng không? Ờ, các người còn lại thì sao? Cũng thấy à? Ok, thế thì bây giờ trước tí tẹo nữa tôi sẽ giải thích thêm về cái sự khác biệt đó. Nhưng mà các bạn nhìn ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy đây rất giống text, đúng không? Và kể cả trong trường hợp là chúng ta muốn thay đổi thì nó cũng hoạt động như là text. Đây, ví dụ tôi không ghi là nhập text nữa mà tôi ghi là nhập chữ chẳng hạn. Tôi bôi đen mà tôi vẫn có thể xóa hoặc là tôi thay đổi nội dung. Thế thì cái này nó phải là text không? Không phải là text, đúng không? Lúc đầu tiên nhập thì nó giống text, nhưng chỉ cần tôi thoát ra khỏi công cụ nhập text này, lập tức nó sẽ biến cho tôi thành vùng chọn mang hình text. Đấy. Thế thì có những lúc mà chúng ta không muốn làm việc với text mà chúng ta chỉ muốn làm việc với hình text thôi, thì chúng ta sẽ làm bằng cách này. Vì sao? Tí nữa tôi cũng sẽ nói là text nó là cái dạng đối tượng đặc biệt. Đấy, và sẽ có những thứ mà chúng ta không tô, không vẽ được một cách bình thường giống như các điểm ảnh. Đấy, và chúng ta lại phải viện tới, cầu viện tới cái layer style. Do đó nếu như các bạn muốn làm việc theo kiểu điểm ảnh thì các bạn sẽ tạo ra vùng chọn và các bạn tô cho nó ra hình text thôi. Thế và cái dạng hình text này thì nó có cả hai, là gõ cái vùng chọn hình text theo chiều ngang hay hình text theo chiều dọc. Thế thì đấy là giới thiệu sơ về bốn cái công cụ mà Photoshop nó cung cấp cho chúng ta.
Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ nói sâu hơn về các cái thao tác với text như thế này. Đối với một layout text thì đây, tôi xin nhắc lại một tí là lệnh tô là không khả dụng nhé. Lệnh tô hoàn toàn không khả dụng với lại cái layout text này. Nó bị mờ đi. Đấy, nhưng chúng ta có thể làm ảo bằng một cái như thế này. Nếu tô màu tiền cảnh và màu hậu cảnh thì tôi có thể là sử dụng cái phím tắt mà vốn trước đấy chúng ta đã nói với nhau. Alt Delete là để tô màu tiền cảnh, hoặc là Control Delete là để tô màu hậu cảnh cho text. Đấy, chúng ta vẫn áp dụng được. Đấy, mặc dù là cái phím lệnh tô cái lệnh fill là bị mờ đi rồi, nhưng phép tô tắt thì vẫn cho phép chúng ta làm như thế. Cái thứ hai nữa là muốn đổi màu thì các bạn xem là các bạn đổi màu cả layer, cả layer text, hay là các bạn đổi màu một phần. Nếu các bạn đổi màu một phần thì buộc lòng là các bạn sẽ phải làm sao đây, chọn công cụ text thì các bạn mới làm được trò đấy, và các bạn phải bôi đen, thì lúc đó các bạn mới có quyền là gì đây, bấm vào cái ô màu này để các bạn chọn lại một màu khác đó. Thì lúc này các bạn sẽ đổi được sang màu khác cho một cái đoạn text mà các bạn bôi đen. Còn nếu mà trường hợp các bạn muốn đổi toàn bộ cả cái layer text đó sang thì các bạn cũng vẫn phải chọn từ đây cái layer text đó. Đó. Và các bạn bấm vào ô màu này. Lúc ấy thì đừng bôi đen cái gì cả, thì coi như nó sẽ hiểu là chọn toàn bộ layer text. Còn trường hợp mà các bạn muốn thay đổi màu mà không đụng đến cái layer text này thì các bạn lại phải gọi nó bằng cái cách như sau. Các bạn vào Windows, các bạn vào cái menu character này cho tôi. Nó sẽ mở ra cái hộp thoại mà chuyên để can thiệp vào text. Trong này nó cũng sẽ có một ô để cho phép các bạn thay màu. Đấy, chỉ cần chọn đúng layer này, đúng không? Chọn đúng layer text. Và thứ hai là các bạn chọn gì đây? Cái bảng character. Bảng character này, các bạn bấm vào đây và các bạn thay cho tôi màu khác. Lập tức là nó sẽ chuyển sang cái màu mới mà các bạn không cần phải bôi đen gì cả. Không bôi đen có nghĩa là nó hiểu rằng là làm việc với cả cái text đó. Thế đến đây chúng ta sẽ nói sâu hơn một tí nhé. Là nói tới các cái thao tác thì các bạn sẽ thấy là về cơ bản chúng ta sẽ thấy là ở trong menu character này, panel character này, nó sâu hơn những cái gì mà nó cung cấp ở trên gì đây nhỉ? Trên Hide Option. Trên Hide Option nó chỉ cho phép các bạn làm một số thứ thôi, đúng không? Đó là thay đổi về gì đây, phông chữ này, đúng không? Ví dụ tôi thay đổi phông khác nha. Này, nó cho phép chúng ta chọn các cái kiểu bôn nghiêng vân vân, các cái định dạng cơ bản như thế này. Nó có thể cho phép chúng ta thay đổi size rồi. Nó có thể cho phép chúng ta thay đổi là gióng phải, gióng trái, gióng giữa ở đây, thay đổi màu. Đấy, nhưng mà ở đây thì nó cung cấp cho các bạn nhiều thứ hơn rất là nhiều. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là cái trường này chẳng hạn. Trường này là cái trường mà nó sẽ giải quyết cho chúng ta về mặt giãn dòng, cái listing giãn dòng giữa hai dòng trên và dưới. Đây ví dụ tôi chọn thử nhá. Enter này. Như vậy là tôi có một cái khối chữ mà gồm có hai dòng. Đây. Khối chữ này của tôi có hai dòng, và khi mà tôi muốn thay đổi thì tôi sẽ xem ở cái trường listing này. Mặc định ban đầu nếu như không có gì can thiệp vào thì nó sẽ là chế độ auto, có nghĩa là dựa theo cái phông chữ đó nó sẽ quy định rằng là với size là bao nhiêu thì dòng trên và dòng dưới nó phải giãn cách nhau ra bao nhiêu thì mới dễ đọc. Nhưng đây là cái automatic thôi, và nếu như mà chúng ta muốn có được một cái sự điều chỉnh cho nó phù hợp thì chúng ta thay một tham số khác đi. Đấy. Ví dụ đây là phông là 60 point. Về mặt nguyên tắc các bạn sẽ biết là cái listing này nó luôn luôn sẽ phải lớn hơn cái size của cái phông đang được dùng. Ví dụ cái phông này của chúng ta đang là 60, cái đoạn chữ này của chúng ta đang sử dụng phông là size 60 thì chí ít là cái listing nó phải từ 60 trở lên. Đấy. Còn nếu mà tôi cho 72 này thì nó sẽ lớn hơn, hoặc là lên nữa đi này, ví dụ tăng nữa này, thì các bạn sẽ thấy là cái dòng này nó giãn ra nhiều. Hoặc là nếu như tôi cho cái tham số nó ít đi thì bắt đầu là nó làm sao đây, khớp vào với nhau, ship vào với nhau.
Thì đây chính là cái đoạn để mà cho chúng ta điều chỉnh cái khoảng cách giữa dòng trên và dòng dưới. Tiếp nữa thì chúng ta có một cái tham số nữa là cái tham số spacing. Cái spacing này là cái khoảng cách nó nằm giữa các ký tự này này. Đấy. Các ký tự này bao giờ nó phải cách nhau ra một tí mới đọc được. Nếu mà díu vào nhau thì không đọc được. Thì chúng ta có một cái khoảng cách này là cái spacing, và các bạn sẽ thấy là tôi để bình thường thì tham số này sẽ là 0. Và nếu mà chọn tham số dương thì khoảng cách giữa các ký tự nó sẽ được giãn ra rộng hơn. Còn nếu mà tôi thấy là nó giãn quá thì tôi có thể chọn tham số âm để cho nó sát vào nhau. Tức là chúng ta điều chỉnh khoảng cách giữa từng ký tự một. Đấy. Mặc định thì bao giờ lúc đầu tiên nó cũng sẽ là không, là không co không duỗi gì cả, nguyên bản thế nào thì nó sẽ là như thế. Thế ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một vài cái tham số như thế này, ví dụ như là cái phần metric này thì các bạn sẽ thấy là có chữ metric này, thì nó là kerning. Kerning này thì nó sẽ là cho phép chúng ta điều chỉnh một cái khoảng cách cụ thể nào đó. Ví dụ bây giờ tôi thấy là cái khoảng cách giữa chữ E và chữ X này sát nhau quá chẳng hạn. Tôi có thể giải quyết bằng cách là tôi đặt trỏ chuột vào đây. Nhớ là đặt thôi nhé, chứ không bôi đen bất cứ cái gì cả. Và sau đó thì tôi sẽ vào cái phần này, tôi tăng hay giảm nó đây. Đấy. Thì chỉ cái chỗ mà chúng ta đặt chuột thì nó đẩy giãn ra thôi. Còn tất cả các chỗ khác thì vẫn giữ nguyên như vốn đang có. Đấy, thì lúc nào mà tôi cảm thấy là chỗ nào đấy mà nó tương đối đặc biệt. Tại vì là các công thức này thì nó không bao trọn hết được tất cả các cái dạng phông, bởi vì có những dạng phông nó rất mập, có những dạng phông nó rất thẳng, có những dạng phông nó rất nhọn, cho nên là cái khoảng cách theo một cái logic thông thường ấy, đôi khi nó vẫn không đảm bảo hoàn hảo cho tất cả mọi trường hợp. Những cái chữ thật nhọn thì những cái khoảng cách giữa các chữ bên cạnh nó với chữ A chẳng hạn hay chữ V nó sẽ có cảm giác rất rộng. Đấy, thì thường thường là nếu mà mình làm một cách thông thường ấy, đôi lúc mình không hài lòng với khoảng cách giãn giữa các chữ đâu, thì đôi lúc là mình sẽ phải điều chỉnh riêng một hai cái ký tự nào đó để cho nó sát vào hơn, thì lúc ấy nó mới thuận mắt. Đấy, thì chúng ta có thêm cái phần kerning này. Thế còn hai cái này thì dễ rồi, đấy là tăng cái tỷ lệ chiều cao cho chữ và tăng tỷ lệ chiều rộng cho chữ. Chúng ta có thể làm cho cả dòng, cả khối chữ, hoặc là cho một chữ nào đấy. Nếu như mà các bạn bôi đen thì là cho chữ đấy, còn nếu mà các bạn không bôi đen gì cả mà các bạn chọn layer và các bạn gia giảm ở đây thì nó sẽ tăng giảm cho cả cái khối chữ mà các bạn chọn. Tuy nhiên tôi vẫn xin nhắc lại với các bạn, mặc dù đây là Photoshop thôi, nhưng mà về mặt nguyên tắc khi mà chúng ta thiết kế thì hạn chế đến mức tối đa cái việc bóp thay tỷ lệ của chữ nhé. Yeah. rất hạn chế. Nếu như các bạn cần một cái chữ để cho nó to hơn, để mà lấp cái chỗ mà rỗng, cái chỗ mà còn trống ấy, thì các bạn nên tìm một cái phông nào đó cũng gần giống như thế nhưng mà nó mập thân hơn một tí. Hoặc nếu không vẫn phông như thế thì các bạn có thể là giãn khoảng cách cho nó rộng ra. Đấy. Chứ còn hạn chế cái chuyện mà các bạn lại tăng cái chiều rộng, chiều ngang của con chữ lên, hay là các bạn muốn cho nó vừa một cái chỗ hẹp, các bạn lại bóp cái khoảng cách chiều ngang của nó lại để cho nó hẹp lại, để cho nó chứa được nhiều chữ hơn. Thì những cái trường hợp như thế thì mặc dù là công cụ cho phép chúng ta làm, nhưng mà khuyến cáo là không nên lạm dụng cái chuyện đó. Bởi vì thực ra mỗi một cái phông chữ nó cũng đã là một bản thiết kế rồi, nó có những đặc trưng riêng, nó có những dấu hiệu riêng, do đó chúng ta nên tôn trọng những cái đặc điểm riêng của các phông đó. Đấy, vô cùng hãn hữu các bạn mới đụng đến những thứ này thôi. Đấy. Còn tốt nhất là nên tìm một phông phù hợp hơn. Thế còn những cái bên dưới này thì nó đơn giản rồi, bổ sung những cái dạng mà bôn nghiêng rồi thì viết hoa cả, rồi viết hoa cỡ nhỏ, hay là mũ phía mũ trên ví dụ như là bình phương tam thừa, mũ dưới ví dụ như là H2O hay là H2SO4, những cái viết công thức hoặc phương trình hóa học ấy, hoặc là toán học thì chúng ta có số mũ thì chúng ta có thể là như thế này. Đây, tôi trình bày luôn cho nó nhanh. Ví dụ như là tôi viết một công thức toán học chẳng hạn, A bình phương cộng B bình phương, thì tôi cứ viết bằng cách bình thường này đi, A2 cộng với B2, ví dụ như thế. Thế còn đến lúc mà trở thành bình phương thì tôi sẽ phải bôi đen từng cái như này. Ví dụ như thế này là bình phương này, tôi lại bôi đen tiếp thằng này và như thế này là bình phương. Như thế này là chúng ta có thể tạo ra công thức kiểu toán học. Thế còn trường hợp mà tôi muốn viết một cái công thức hóa học
H2. Đây, chữ tiền là trả về bình thường nhá. H2 này, SCO4 này, ví dụ thế. Còn nhớ được công thức này là công thức gì không? À, đúng rồi. Các vụ đánh kem hay dùng cái này. Đây, ví dụ chỉ số dưới, đúng không? Để cho hóa học thì chúng ta sẽ dùng như thế này. Thế còn những cái này gạch chân rồi gạch xuyên ngang các thứ thì cũng rất là đơn giản rồi. Hoặc là đây chúng ta xem xét thêm một cái ví dụ, làm cho một cái gì đó nó black lên, nó dày thân lên, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể làm nghiêng này, đúng không? Hoặc là biến tất cả thành ra là chữ chữ hoa, chữ viết hoa. Đây ví dụ như này, để tôi trả hết về bình thường nhé. A B C D ví dụ như này, đây thì các bạn sẽ thấy nếu mà tôi bấm vào như thế này thì nó sẽ biến tất cả chữ thường thành chữ hoa. Đấy, hoặc là như thế này thì nó sẽ biến thành chữ hoa nhưng cỡ nhỏ thôi. Đấy, vâng vâng. Tất cả những cái này thì nó tương đối là dễ rồi, thì chúng ta không cần phải trao đổi. Thực ra quan trọng nhất là cái giãn khoảng cách giữa trên dưới này, dòng trên dòng dưới này, giãn khoảng cách giữa các ký tự này và cái thằng này là cái. Thế còn đôi khi trong trường hợp này thì nó giúp chúng ta làm gì? Nó giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề là leading. Đây, ví dụ nó là thế này. Các bạn nhìn đây, đúng không? Khi mà tôi bấm một cái nháy vào đây thì sẽ nhìn thấy đường bezel line, tức là cái đường chân của các chữ. Đấy. Ví dụ bây giờ tôi Ctrl R nhá, tôi gọi cái thước ra và tôi để vào đây để cho các bạn nhìn thấy cái đường dòng nhá. Đây. Đúng không? Và bây giờ tôi nếu mà tôi sử dụng cái lệnh gì đây nhỉ? Tôi sử dụng cái lệnh này thì tôi có thể là tăng hay giảm cái chiều cao. Đây. Thấy không? Cái chữ mà chúng ta chọn thì nó sẽ làm sao được nhấc lên hay là hạ xuống so với đường bezel line cơ bản. Tức là chúng ta lại thay đổi cái vị trí của dòng chữ so với lại cái chân chữ bình thường của nó. Đấy thì có vài cái như thế thì các bạn cũng lưu ý thêm cho tôi. Và một vấn đề nữa đó là chữ thì các bạn có quyền convert sang thành cái gì. Một cái chữ các bạn sẽ nhìn thấy là nó dạng chữ T, đúng không? Chuột phải vào đây các bạn có lệnh này rasterize, có nghĩa là biến đổi cái này sang thành điểm ảnh. Đây, quan sát rasterize không còn thấy dấu hiệu chữ T nữa mà nó có dấu hiệu của điểm ảnh rồi, đúng không? Đấy là một thứ. Bây giờ tôi lại chọn cái chữ khác nha. Chúng ta còn có lệnh gì đây nhỉ? Convert to Smart Object, có nghĩa là chúng ta có thể biến nó sang thành dạng Smart Object. Nhưng mà hãy nhớ là gì đây? Nó chỉ có một chiều thôi. Đã convert sang thành điểm ảnh hoặc là đã convert sang thành Smart Object rồi thì chúng ta không thể nào bắt nó từ Smart Object hay là điểm ảnh lại quay trở về text được. Thế bởi vì lúc ấy những cái thuộc tính về chữ là nó bị mất đi rồi. Rồi chúng ta sẽ convert được sang thành cái gì nữa nhỉ? Đây. Chúng ta có thể là create warp path, tức là gì? Bấm vào đây thì nó sẽ gì đây? Nó sẽ tạo ra những cái đường path vẽ theo hình dáng của chữ. Tức là chúng ta tạo ra đường path. Đây này. Path được rồi. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái dấu hiệu path nó được vẽ theo cái chữ này. Đấy. Và chúng ta còn có cái gì nữa? Chúng ta còn có một cái tùy chọn nữa là convert to shape, tức là biến đổi từ chữ này sang thành shape layer. Đây. Các bạn nhìn. Dấu hiệu của shape layer. Bây giờ tôi có thể sử dụng cái này và tôi co kéo này. Đây, các bạn để ý. Đây. Thấy chưa? Đúng dấu hiệu của shape chưa? Đằng sau là tô sẵn rồi, tôi chỉ cần kéo cái điểm này đi cái là tôi sẽ thấy lộ ra thêm màu ở đằng sau. Như vậy là text của chúng ta có thể convert được qua tất cả các loại mà chúng ta đã từng biết. Từ text convert ra thành điểm ảnh, từ text convert ra thành shape layer, từ text convert sang thành smart object và từ text chúng ta cũng có thể bắt nó dựa theo dáng text đó để vẽ ra thành đường path. Thế như vậy là chúng ta rất linh hoạt trong cái việc chuyển đổi từ text sang thành các dạng tài liệu khác.
Đây, đã hết các vấn đề chưa? Chưa hết. Bây giờ chúng ta sẽ xem thêm một số thứ như thế này nhé. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau xem cái này. Tôi có một cái tách và tôi còn có thêm một cái tùy chọn này nữa. Tức là tôi muốn làm cái tách này của tôi thay đổi thì tôi có một sự trợ giúp ở trên thanh option. Click Wrap Text. Các bạn nhìn thấy cái biểu tượng là thứ nhất là chúng ta phải chọn layer text này, thứ hai là chúng ta phải chọn cái công cụ text này. Đấy, và khi chọn rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy có cái biểu tượng một cái chữ T nghiêng nghiêng ở dưới chân, nó có một cái đường cong như thế này. Đấy, các bạn bấm vào đây thì nó tạo ra cái gì? Đây. Nó sẽ tạo ra một cái bảng thoại là wrap text, và trong này nó sẽ cho các bạn chọn lựa các cái khuôn biến dạng khác nhau. Phần style này mặc định ban đầu thì nó là none. Còn nếu tôi sổ danh sách ra thì đây, ví dụ tôi chọn app này thì nó sẽ uốn cái text theo cái khuôn mà tôi vừa chọn đó. Và để can thiệp vào cái khuôn này thì chúng ta có mấy lựa chọn như sau. Thứ nhất là về chiều thì chúng ta có hai chiều để lựa chọn ở trên này. Một là horizontal là theo chiều ngang và vertical là theo chiều dọc. Đấy. Và sau nữa thì chúng ta có ba con trượt để gia giảm các tham số. Bình thường ra thì cái con trượt bend này thì nó sẽ có tham số khác không. Còn hai cái con trượt horizontal distortion và vertical distortion này thì nó mặc định là không, chưa can thiệp gì cả. Khi tôi kéo con trượt bend này càng về một đầu nào đó thì nó sẽ càng biến đổi mạnh hơn. Còn nếu mà tôi kéo nó về giá trị không thì nó sẽ không can thiệp gì vào chữ cả. Tùy theo chiều kéo về bên trái hay bên phải mà chúng ta sẽ thấy chiều biến dạng nó khác nhau. Chỉ có điều là càng kéo về đầu thì nó càng biến dạng mạnh. Thế còn trường hợp horizontal distortion này thì mặc định nó đang là không. Nếu như tôi kéo sang bên trái thì tôi sẽ làm cho đầu trái to ra và đầu phải của chữ bé lại, và nó sẽ nghịch đảo với nhau. Đầu này to ra bao nhiêu thì đầu kia sẽ bé lại tương ứng bấy nhiêu. Hoặc là tôi kéo sang đầu phải thì các bạn sẽ thấy nghịch lại, đó là gì đây? Đầu trái bé và đầu phải to. Thế còn nếu mà tôi sử dụng cái biến số vertical distortion thì tôi kéo sang bên trái, tôi sẽ làm cho phía đỉnh của chữ xòe rộng ra, mở rộng ra và chân thoát vào trong. Còn nếu mà tôi kéo sang bên phải thì nó ngược lại, là đầu chữ thoát lại và chân chữ thì xòe ra. Các cái tùy chọn khác thì nó cũng tương tự như thế, có nghĩa là nó khác nhau về cái khuôn mẫu thôi đó. Thế còn các cái giá trị, các option để chọn và các cái con trượt thì các bạn đều có thể sử dụng. Sau khi mà các bạn nhấp OK để xác nhận cái sự biến dạng này rồi thì các bạn quan sát ở trong cửa sổ layer thì các bạn sẽ thấy là cái chữ mà được gắn gì đây, wrapper này, thì nó cũng khác với lại cái layer chữ khác, đúng không? Đây này, một cái layer chữ bình thường thì chữ T của nó rất là thẳng thớm, đúng không? Thế nhưng một cái đã gắn wrapper thì các bạn sẽ thấy là nó biến hình giống hệt như là cái biểu tượng wrapper phía trên này. Thế bây giờ tôi gắn rồi thì tôi có tháo dỡ, tôi có khôi phục lại được nó hay không thì được. Yêu cầu là gì? Yêu cầu là chúng ta chọn đúng cái layer đã gắn wrapper. Sau đó thì tôi chọn công cụ và tôi lại bấm một lần nữa vào đây. Bảng thoại mở ra thì tôi chỉ việc là sổ danh sách và tôi chọn trở về năm, nhấp OK thì nó sẽ tháo dỡ cái hiệu ứng, cái khuôn mẫu ra khỏi cái text và chúng ta lại thấy cái text của chúng ta quay về như là thông thường, chưa hề bị thay đổi gì cả. Thì đấy là thêm một yếu tố mà chúng ta cần phải trao đổi với nhau. Tiếp nữa, ngoài cái biến dạng theo khuôn thì chúng ta còn có một yếu tố nữa là yếu tố biến dạng theo kiểu dắp chữ vào trong đường dẫn. Là thế nào? Để làm cái việc này chúng ta cần phải có một path. Đã, đây các bạn quan sát, tôi vẽ ra một path. Sau khi có path rồi, tôi làm gì? Tôi chọn công cụ text và tôi đặt nó vào trên đường path. Quan sát kỹ cho tôi, đây là công cụ text đang ở bên ngoài thì có dấu của cái con trỏ nhập text cộng với lại một cái đường bao là chữ nhật đứt đoạn. Còn bây giờ nếu như tôi đặt nó vào vị trí của cái đường dẫn, đường path thì các bạn thấy là cái hộp hình chữ nhật bao xung quanh nó mất đi rồi và nó có hình dạng gì đây, một cái đường giống như đường path đứt đoạn ở đây. Bây giờ tôi kích chuột một cái
thì cái dấu nháy bắt đầu nó bám vào cái đường dẫn, và khi tôi nhập chữ thì các bạn nhìn thấy là chữ của tôi nó chạy theo cái baseline, chính là cái đường path mà chúng ta vừa tạo ra. Cứ hình dung như là đoàn tàu và đường ray đi. Đoàn tàu chính là text và đường ray chính là cái path mà chúng ta vừa vẽ ra. Và như thế thì chúng ta bắt đầu có được một cái dòng chữ mà nó không ngay hàng thẳng lối giống như là những cái chữ khác, nó uốn éo theo cái đường path mà chúng ta đã vẽ ra. Điều này thì nó rất tiện ở cái chỗ là tôi muốn thay đổi cái chất của cái thằng này thì tôi có thể là chọn cái lệnh như sau. Đây này, đó, tôi có thể kích vào đây để hiện ra cái đường path và sử dụng một trong các phương pháp điều chỉnh nào đó cho phép tôi thay đổi, đúng không? Tôi thay đổi, tôi xử lý cái thằng này. À, sorry, này, đó, này. Bây giờ tôi chọn đây. Cái warp path này là khác nhé. Có hai cái mà các bạn cần phải lưu ý. Cái warp path là cái path mà chúng ta vừa vẽ ra lúc đầu tiên. Còn cái gì đây? Tip path hay là time path này thì nó chính là cái đường bây giờ lại mới của cái text. Và khi mà tôi bấm vào đây tôi thay đổi nó đi, đây các bạn sẽ thấy nó sẽ làm cho gì đây nhỉ, cái chữ của tôi nó chạy theo cái sự biến đổi của cái đường dẫn này. Đây, bằng cách này thì chúng ta có thể là làm cho cái chữ của chúng ta nó uốn éo theo những cái phương pháp, theo những cái định dạng hoàn toàn khác biệt với lại những cái chữ mà vuông thành sắc cạnh trước đấy mà vốn chúng ta quen mắt và nhìn thấy. Thế và ngoài cái chuyện là uốn cái đường dẫn này thì còn có cái thao tác gì khác không? Đây các bạn quan sát, cái này thì tùy thuộc vào chúng ta bấm vào đâu nhé. Này, khi mà đưa chuột vào trong chữ thì các bạn lại nhìn thấy biểu tượng như thế này. Đây, nhìn kỹ này, thấy cái sự khác biệt chưa ạ? Đây là trỏ chuột bình thường này, trỏ vào chữ này. Đấy, trỏ vào chữ thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi có thể làm sao đây, lôi cái chữ trượt đi trượt lại ở trên đường dẫn này. Đấy, ví dụ đây tôi kéo đến đây thì nó chạy ra gì đây, đầu đường dẫn này. Đẩy đến đây thì tôi sẽ làm cho nó gì đây, chạy về cuối đường dẫn. Tất nhiên nếu không đủ chỗ thì nó sẽ phải mất chữ đi. Và nếu như mà tôi kéo lật nó xuống phía dưới thì các bạn cũng sẽ thấy là làm sao đây, chữ của tôi nó bị lật chiều, nó lật xuống phía dưới. Chúng ta có một số các cái tùy chọn ở đây nhé. Ví dụ như là các bạn sẽ nhìn thấy là cái orientation là cái mà lật chiều đứng hay ngang, nó tương ứng với cái option ở đây trên này. Trong menu text thì nó sẽ liên quan toàn bộ đến text đây. Đó. Đấy, ví dụ như là cradle path các bạn cũng có thể gọi đây, hay là các bạn chuột phải trong layer text cũng được. Convert to shape là biến đổi sang thành đấy. Ví dụ như thế. Anti-alias là bật các chế độ sharp hoặc none hoặc là script vừa nãy. Đó. Thế còn có một số các cái lệnh đây, wrap text các bạn cũng có thể gọi ở đây. Đấy. Thế và đây, và chúng ta có thêm một cái tùy chọn này nữa, đó là cái phần gọi là character panel, tức là những cái mà các bạn gọi đây này, bảng này này, đây character panel hoặc là paragraph panel để mà gióng hàng hoặc là xử lý các cái khối chữ. Và còn có thêm một cái nữa là giúp các bạn chèn thêm dấu. Nhưng mà trước khi chèn thêm dấu thì tôi phải nói thêm một thứ nữa đã. Cái theo path này là một cái dạng, nhưng mà chúng ta còn có thêm một cái thứ mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó là dạng paragraph. Paragraph vừa nãy thì chúng ta đã nói rồi, đó là tôi chọn công cụ và tôi bấm, tôi vẽ ra một hộp như này để tôi đưa text vào. Nhưng cách này thì nó bị một vấn đề là hộp to hay hộp nhỏ thì nó cũng vẫn là hộp chữ nhật thôi, cho nên nó luôn luôn gây ra một cái cảm giác là nó vuông vắn và nó hơi bị nghèo nàn. Do đó thì tôi không thích dùng cái cách này nữa. Tôi sẽ làm
việc với lại một cái hộp text nó phong phú hơn. Ví dụ như là tôi chọn cái này đi, tôi chọn custom shape đi, ví dụ tôi chọn một cái hình chẳng hạn như là hình nhà đây, xem nào, ôn đi nó dễ tìm. Ví dụ như là tôi chọn hình trái tim chẳng hạn. Bây giờ tôi chọn path nhé, và tôi vẽ ra một cái path như thế này. Thì tôi có cái gì? Tôi có một path. Path này nếu như mà tôi đặt ở đây thì nó sẽ là đường dẫn và nó chạy xung quanh cái chu vi của trái tim. Nhưng nếu muốn thì tôi đặt lùi lại một tí thì các bạn sẽ nhìn thấy là có một cái dấu tròn tròn ở xung quanh cái biểu tượng dấu nhập text, và khi tôi kích vào một cái thì nó biến cái hộp text này của tôi thành ra là biến 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 cái path này của tôi thành ra là một hộp chứa text. Và tất nhiên là lúc này thì nó sẽ chạy theo hình cái hộp trái tim này. Nhưng mà có một vài lưu ý, đó là nếu mà dùng thế này thì nó không phải dành cho các tiêu đề nhé, mà nó dành cho một cái khối text chữ nhỏ thôi về mặt nội dung. Ví dụ bây giờ chúng ta chọn một cái gì đấy nhỉ, nào đây, bây giờ chúng ta lấy thử một bài bài viết nhé. Đây, ví dụ này, tôi mở một cái bài viết ra, tôi lấy một cái đoạn văn bản đi. Ví dụ như này, tôi copy tôi lấy một đoạn văn bản. Bây giờ nếu như mà tôi dán vào đây thì sao? Các bạn sẽ thấy như thế này thì rất là bình thường, không có cái gì thấy hay ho cả. Nhưng mà nếu như tôi Ctrl A, tôi chọn cái này. Thứ nhất là tôi xử lý lại các vấn đề về character. Tôi đưa nó về những cái phông chẳng hạn như là phông rất thông thường như là area đi. Đấy. Ví dụ như là tôi để nó các chế độ bình thường này, size thì tôi cho các size là nó nhỏ nhỏ thôi. Đó. Ví dụ như là thì sao? Sau đó thì tôi có thể là chọn thêm nó một màu cho nó dễ đọc một tí. Chữ nhỏ thì cần phải màu cho nó dễ đọc. Thứ nữa là tôi có thể để ở chế độ này auto này. Ví dụ như là tất cả các khoảng khác tôi để auto bình thường đi. Và bây giờ tôi chuyển sang paragraph. Tôi chuyển nó sang chế độ gì đây nhỉ? Full. Đó. Ví dụ như này. Các bạn có thể dùng. Khi mà chúng ta để một cái khối text nó đại loại là chữ nhỏ như thế này thì nó chạy theo và nó phủ đầy vào cái hộp text mà chúng ta tạo dựng đó. Và như thế thì ngoài cái chuyện là vẫn có thể đọc được cái nội dung bên trong, thì kể cả chúng ta nhìn xa, các bạn cứ hình dung như này, tôi nhìn xa tôi nhìn ở một cấp độ nào đó nhỏ nhỏ, có thể nội dung chữ thì tôi chưa đọc được nhưng mà tôi đã hình dung ra cái nội dung bên trong này nó nói về vấn đề gì rồi. Nó ví dụ ngày về môi trường chẳng hạn, tôi thấy là nó bảo vệ nước chẳng hạn, bảo vệ tài nguyên nước, mà tôi thấy một cái nội dung nó chạy ở trong một cái hình giọt nước thì tôi đã hình dung ra nó. Hay là trái tim, ví dụ là ngày va lung tung chẳng hạn hay là gì đấy, thì chúng ta sẽ thấy là một cái nội dung như thế nếu mà chúng ta đặt nó ở trong một cái hình hài, một hộp text mà có hình hài cụ thể, thì chính bản thân cái khối chữ đó nó đã tạo ra một cái thông điệp trước khi mà người ta kịp đọc để người ta hiểu nó rồi. Và ít nhiều là nó cũng tạo ra một cái sự phong phú, thay vì tất cả những hộp text rất là chán ngán, là lúc nào nó cũng vuông thành sắc cạnh, lúc nào nó cũng hoặc là vuông hoặc là chữ nhật, thì bây giờ ta sẽ có những hộp chữ mà nó phong phú hơn về mặt hình dáng. Qua đó thì nó cũng làm cho text nó cũng bớt khô khan đi ở trong một cái bản thiết kế. Thì các bạn cũng có thêm một cái phương pháp làm là như thế để các bạn biến đổi hình dáng cho một hộp text cho nó phong phú lên. Thế và cuối cùng thì tôi muốn nói thêm một cái vấn đề này nữa, đó là trong menu type này còn có một cái lệnh rất là quan trọng, đó là lệnh clip panel này. Cái này khi mà các bạn mở ra thì nó sẽ cung cấp cho các bạn cái khả năng là bổ sung các ký tự đặc biệt vào trong text
Hoặc là trong một vài trường hợp nó giúp cho các bạn là bổ sung thêm dấu. Tại vì khi mà chúng ta thiết kế thì vai trò của text thực ra rất là quan trọng. Một cái tiêu đề mà các bạn, ví dụ như là các bạn thiết kế một cái lễ hội chẳng hạn, như là một cái poster cho cái lễ hội Halloween chẳng hạn. Đó. Cái tính chất của cái đó nó là ma quái. Nhưng mà nếu như các bạn lại sử dụng một phông chữ rất là bình thường, ví dụ như phông Times New Roman hay là phông Arial hay là Tahoma, những cái phông rất quen thuộc mà chúng ta hay gõ văn bản chẳng hạn, thì nó làm tầm thường hóa cái chuyện đó đi và nó không có được cái tính chất ma quái. Nhưng nếu các bạn tìm được một cái phông chữ mà bản thân cái phông nó đã có tính chất ma quái rồi thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cái thiết kế đó. Hoặc là một cái poster cho ngày mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế trẻ em chẳng hạn, thiếu nhi, mà các bạn lại dùng một cái phông nó rất là nghiêm túc thì trông nó cũng buồn cười. Mình phải tìm một cái phông nào đó trông cho nó baby một tí, trông cho nó vui nhộn một tí, trông cho nó trẻ con một tí thì nó mới phù hợp được nội dung. Thế nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Những cái phông chữ mà đặc biệt dạng như thế thì thường lại không hỗ trợ để cho chúng ta gõ tiếng Việt. Đấy, vậy thì chúng ta làm sao để chúng ta có thể gõ được tiếng Việt khi mà chúng ta tìm được những phông đặc biệt như thế? Thì trường hợp này thì chúng ta sẽ làm như sau. Để bây giờ tôi thử tìm một cái phông nào đó nó ma ma một tí nhé, để xem nào. Trong này đã cài chưa không biết, nhưng tôi nhớ không nhầm thì hình như là cũng có rồi. Ví dụ như này thì chẳng hạn, đây là một cái phông mà trông nó cũng đã có cái tính chất là ma quái một tí rồi, đúng không? Ví dụ như thế. Bây giờ thay về Samsung thì tôi ghi là Halloween đi. Ví dụ, đúng không? Phông như thế này thì rõ ràng là nó phù hợp hơn là chúng ta sử dụng một cái phông mà vuông thành sắc cạnh bình thường chứ, đúng không? Thế nhưng mà đây là từ tiếng Anh thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu mà chúng ta ghi chẳng hạn như là thêm một cái dòng chữ là lễ hội chẳng hạn. Đấy. Nào, đây bây giờ chuyển sang gõ tiếng Việt nhé. Xem nó có gõ được lễ hội hay không. Đấy, mất. Đó. Hội này. Ô thì nó thành hai o. Đây, kể cả cách ra đi. Đó. Hội này. Nếu mà thêm G nữa thì nó để thành nặng thì nó đây thành như này. Chúng ta không gõ được hoặc là lỗi. Thế bây giờ chúng ta làm như thế nào? Ví dụ thông thường như này thì chúng ta sẽ làm bằng cách là gõ không dấu đi. Đấy. Và sau khi mà gõ không dấu rồi thì chúng ta mới bắt đầu là bôi đen cái chữ mà chúng ta cần phải xử lý. Sau đó vào cái bảng clip này tìm tới cái phông mà chúng ta đang sử dụng. Phông này là phông Curve of Zombie. À rồi, Zombie. Đây, bây giờ chúng ta mới mới bôi thử, chúng ta chọn cái phông. Đấy, nhưng mà không phải cái nào nó cũng được hỗ trợ hoàn toàn trong này nhé. Chúng ta sẽ phải xem lại một tí. Đây, Zombie. À, trường hợp này thì hơi khó rồi. Tại vì là nó hỗ trợ chúng ta hơi ít những cái dấu hoặc là những cái ký tự đặc biệt. Để xem, bây giờ chúng ta tìm thử một cái phông khác cho nó vẫn có cái tính chất ma quái một tí, nhưng mà nó này, bây giờ chúng ta tìm thử một phông khác, tôi nghĩ là cũng có vài phông đáp ứng được yêu cầu này. Đây, ví dụ The Night này, ví dụ đây đây thì chúng ta sẽ thấy. À, đây thì nó cũng mới chỉ hỗ trợ có dấu hiệu, mấy dấu hiệu này thôi, cũng vẫn chưa là yêu cầu. Nào, tìm tiếp.
Option B. Một phòng rất ma mà hình như là bị gỡ ra mất rồi. Rồi, để thử cái phong này đi. Đây là một cái phong nó cũng không được phổ thông, không được phổ cập lắm. Thì chúng ta xem thử xem nhé, gõ thử xem có được không nhá. Đấy, ê, vẫn gõ được. Nhưng mà nó tự động nó làm sao đây? Nó tự động nó chuyển về Media Pro, là cái phong hỗ trợ gõ tiếng Việt, gõ phong. Do đó thì chúng ta cũng sẽ không xài như thế mà chúng ta sẽ gõ theo kiểu bình thường này. Sau đó thì chúng ta mới bật cái bảng này lên xem nó có hỗ trợ hay không. Đấy, và hỗ trợ những cái gì. Đấy. Ví dụ như là ê có hay không. Trường hợp như thế này mà không có, không có hỗ trợ tốt ngay thì chúng ta có thể copy, chúng ta lấy một cái ra ngoài như thế này. Sau đó thì chúng ta gõ vào đây, bôi đen, và chúng ta có thể làm sao đây, nhấp chọn vào cái này thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta cái gì đây nhỉ, cái dấu. Sau đó thì chúng ta có thể nhắc, chúng ta đưa lên để chúng ta ghép thêm vào. Tất nhiên cái phương pháp này không khuyến khích các bạn dùng làm chữ dạng para nhé, tại vì như thế thì ngồi cả ngày mà thay dấu mất. Cái này chỉ dành cho title, dành cho cái tiêu đề to ở trong cái bản thiết kế thôi nhé, nó có ít chữ thôi thì chúng ta mới làm như thế này. Và có một chút nữa thì tôi cũng phải nhắc các bạn là những cái dấu mà không được lấy ngay như thế này mà cần phải ghép thêm ấy thì thường nó sẽ to hơn dấu bình thường đấy. Cho nên là nếu như ví dụ cái này mà đang là size 60, thằng này thì nó cũng là 60, nhưng mà thực ra để mà ghép vào được thì chúng ta sẽ phải để cho nó nhỏ bớt lại thì nó ghép vào nó mới đẹp. Đấy. Còn nhỏ bao nhiêu thì đôi khi nó còn tùy thuộc vào phông. Nhưng về mặt nguyên tắc hãy nhớ là những dấu ghép bên ngoài thì bao giờ các bạn cũng cần phải cho nó nhỏ size hơn so với lại cái dạng mà các bạn vẫn sử dụng bình thường. Đấy, thì đấy là một vài cái mà các bạn cần phải lưu ý. Thế còn xuất cái tài liệu của chúng ta đi thì nếu mà xuất là ảnh đơn thuần, ví dụ như các bạn chọn file này, save as này, đúng không? Các bạn sẽ có những cái dạng ví dụ như là tài liệu mà nó chỉ có một layer thôi, như là JPEG hoặc là GIF hoặc là PNG chẳng hạn. Đấy, những cái dạng như thế thì text lúc ấy nó thành chữ rồi thì không thành vấn đề nữa. Thì các bạn dùng phông ở trên máy mình, phông lạ mấy thì đến máy khác thì nó vẫn hiển thị đúng, tại vì nó là text rồi. À, nó không phải là text rồi mà nó là ảnh rồi. Thế nhưng mà có một cái vấn đề là nếu mà các bạn để ở chế độ PSD, có nghĩa là nó tồn tại thành ra nhiều gì đây nhỉ, nhiều layer, trong đó có layer text, thì text này nó vẫn là text đấy nhé. Sang máy khác thì sao? Sang máy khác thì nếu mà họ không có phông này thì sao? Có lỗi chỉnh thang. Không phải. Về mặt nguyên tắc nó vẫn hiển thị đúng cho các bạn. Rất may chúng ta là thế, Photoshop nó vẫn hiển thị đúng cái phông này cho các bạn. Nhưng nó chỉ hiển thị thôi nhé. Còn các bạn chỉ cần đụng vào nó, các bạn sửa một cái là nó lập tức là nó sẽ lúc ấy nó sẽ báo lỗi ngay đấy. Đấy. Cái thằng này thì nó được cái hơn so với lại các chương trình vector chính là cái đoạn này. Là gì? Kể cả máy khách mà không có phông thì lúc đầu tiên mở VSD ra nó vẫn thể hiện được đầy đủ giống như đoạn thiết kế trên máy của chúng ta, nhưng mà không được phép sửa nhé. Bôi đen mà sửa là lập tức là nó sẽ báo là thiếu phông, và lúc đấy nó sẽ thay thế cho bạn bằng một phông khác ngay đấy. Thế cho nên là phải lưu ý chuyện đó. Đấy, thì đây là những cái vấn đề mà tôi nghĩ các bạn cần phải nắm được tốt khi mà các bạn làm việc với text. Đấy, bao gồm là các định dạng, các công cụ và các cái cách chỉnh sửa, bổ sung các thứ, convert qua lại giữa text và các thứ khác, và gán text vào đường dẫn, gán text vào trong một cái hộp chứa như thế nào. Ok.